Thế Sơn xin chào quý vị và các bạn. Với thu nhập ngày càng tăng, việc sở hữu cho gia đình bạn một chiếc xe ô tô không còn là quá xa xỉ đối với người tiêu dùng Việt. Tỷ lệ mua xe trả góp hiện nay khá phổ biến. Các video sắp tới, Thế Sơn sẽ cung cấp những thông tin về lãi suất, cánh tích lãi suất của các ngân hàng trên thị trường để quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình một ngân hàng phù hợp với năng lực và tài chính của mình. Hiện nay, Toyota Hiroshima Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng trong nước và quốc tế để có thể hỗ trợ quý khách hàng mua xe với thủ tục nhanh gọn và lãi suất ưu đãi nhất. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều ngân hàng cho vay mua ô tô với trị giá 80-90% giá trị xe. Ví dụ VIB, Tiên Phong, Sibank, Techcombank. Thường thì các ngân hàng cho vay ưu đãi với từ 3 tháng tới 1 năm cố định lãi suất. Có ngân hàng cố định lãi suất 3 năm, ví dụ như Shinhanbank. Để quý vị có thể hiểu rõ được chính sách của các ngân hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với Thế Sơn 0911 554455 để được tư vấn cụ thể. Trong các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, viết tắt là VMA, BAMA, thì Toyota Vios đang là ông vua doanh số khi không có bất cứ một đối thủ mẫu xe nào bắt kịp Vios về số lượng xe bán ra trong tháng và cũng trong cả năm. Hiện nay, Toyota Vios 2019 phân phối ra thị trường với 3 phiên bản Vios E, MT, E-CVT và G-CVT. Bảng giá niêm yết chi tiết tháng 1 năm 2019 của chiếc Toyota Vios, Vios E giá là 531 triệu đồng, Vios E-CVT 569 triệu đồng, Vios G 606 triệu đồng. Và video ngày hôm nay, Thế Sơn sẽ tính lãi suất và cách tính lãi suất của tài chính Toyota với mức lãi suất 6 tháng cố định tại thời điểm hiện tại là 6,99% một năm, tương đương với 0,58% trên một tháng. Và bây giờ, Thế Sơn sẽ tính chi phí trả trước, thủ tục vay và bảng tạm tính lãi suất ngân hàng của chiếc Toyota Vios E này. Như quý vị đã biết, chiếc Toyota Vios E số sàn giá niêm yết là 531 triệu thì ngân hàng sẽ hỗ trợ mình là 80%, tương đương với là 531 nhân với 80% là 424 triệu đồng. Số tiền khách cần trả trước là 20% cộng với chi phí đăng ký xe bao gồm chiếc bạ 10%, 53 triệu 100 ngàn đồng, lệ phí đăng ký biển số 1 triệu đồng ở tỉnh và 11 triệu đồng đối với thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí đăng kiểm 340 ngàn, phí bảo trì đường bộ 1 triệu 560 ngàn đối với cá nhân và 2 triệu 160 ngàn đối với công ty trên một năm. Bảo hiểm bắt buộc dân sự là 530 ngàn đồng. Bảo hiểm vật chất thân xe là 7 triệu 965 ngàn đồng. Vậy tổng số tiền khách cần trả trước là 171 triệu 495 ngàn đồng. Đây là giá tạm tính, sau khi được trừ khuyến mãi thì giá sẽ được giảm xuống rất là nhiều. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Thế Sơn để được báo giá khuyến mãi. Và bây giờ Thế Sơn cùng quý vị tham khảo bảng lãi suất hàng tháng tạm tính các năm của chiếc Toyota Vios E này. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí.
Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn vì nó được hoàn toàn miễn phí. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng.
Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.